Hello, xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì là bên em tiếp tục quay cho các bác về một chiếc Twitter Thunder. Con này là màu xi măng. Xi măng thì là nó cũng là cái phối màu rất hot rồi. Kể cả tất cả dòng xe gì đi chi chăng nữa thì các bác cứ thấy có cái màu xi măng thì chắc chắn là cái phiên bản đấy, cái màu đấy sẽ rất là dễ bán và rất dễ là cháy hàng. Thì hôm nay bên em có một chiếc Twitter Thunder xi măng. Đó. Và điều đặc biệt khi mà các bác thấy ở trước này ấy, nó rất là khỏe đúng không bác? Thì nó rất là một cái gì đấy, nó rất là khỏe, nó rất là thiên về dòng việc là chơi đi đua chuyên nghiệp ấy. Thì là con này thì là nó có cả cặp bánh carbon nữa. Đấy, cặp bánh carbon của SpeedX. Đây các bác này, cặp bánh carbon của SpeedX của UCI. Đấy, các bác nhìn vân carbon chưa? Đó, nhìn vân carbon này. Khá là khét luôn. UCI. Cặp bánh này là cặp bánh carbon khá là ngon. Khi mà các bác nào mà hay hỏi shop rằng là cân nặng anh của anh thế này này thì cặp bánh carbon liệu nó có chịu được không, thì các bác cứ yên tâm. Khi mà một cặp bánh carbon mà nó có cả tem kiểm định của UC2 nữa thì là cực kỳ an toàn và cực kỳ an tâm, rất đáng để chơi để mua các bác nhé. UCI này thì nó là liên đoàn xe đạp thế giới, mà khi có cái tem này trên đây thì tức là cái dòng này nó đã được gửi lên cái trên cái liên đoàn xe đạp thế giới rồi, người ta đã công nhận rồi, người ta đã cấp chứng chỉ rồi thì mới được dán những chiếc tem này. Thì con này là cấu hình của nó là Z-Tropec RS22, gồm có 11 líp và 2 đĩa, tổng là 22 tốc độ. Củ đè sau của nó là Z-Tropec này, cả đĩa Z-Tropec, bộ đùi cũng là Z-Tropec. Các bác, em sẽ nghe cho các bác nghe thử cái bộ tiếng rú của con này nhá. Nó kêu khá là ác luôn. Ở trên đây thì nó có xem một vài điểm nhấn, ví dụ như các con ốc này thì nó sẽ có màu titan, nhìn khá là nổi. Tiếp theo là ở cái báng đề này thì nó được làm ở carbon, và cái con lăn này nó cũng là 7 màu các bác nhá, nhìn rất là ok. Đấy, cả cặp bánh trước. Con này là bản của nó là bản bánh 5 phân các bác nhá. Bản 5 cm. Nên đâm ra nhìn cái bánh, nhìn cặp bánh nó rất là làm cho cái xe rất đổi lên, rất là khỏe. Rất là có cái gì ấy. Tuy rằng nó màu đen nhưng mà nó rất khỏe xe luôn. Và đặc biệt nó còn có cả màu xi măng như này nữa thì không còn gì để chê về chiếc này rồi. Thì chiếc này thì bên em đang có giá là 18.200. Bác nào thì là có nhu cầu thì liên hệ với hẻm xe nhé. Số điện thoại là 070 5678 567. Bên em sẽ hỗ trợ cho các bác.